Chào mọi người, hôm nay mình lại đi du lịch New Zealand tiếp nha. Pancake Rock là một cái địa điểm rất là nổi tiếng ở bờ Tây. Nếu mà chúng ta có dịp đi lượn qua bờ Tây hoặc là nếu mà chúng ta sống ở đâu ở gần cái khu vực này thì chúng ta có thể ghé qua Pancake. Ở đây tầm 2 đến 3 ngày thì chắc là rất là thỏa mãn luôn. Hôm đấy Kim đi thì Kim đi dọc từ đầu đảo Nam sang cuối đảo Nam nên là cũng khá là bội vàng tại vì nôn kiếm việc, và một phần nữa là trời rất là âm u. Cái đợt đó Kim đi thì lại trời âm u nguyên tuần nên là cũng không ở lại chơi lâu được, chị ghé qua Kim chị đi và xem cái Pancake nó như thế nào thôi, khá là tiếc. Cách cái địa điểm Pancake này tầm hơn một km thôi là sẽ có một cái điểm cắm trại rất là lớn cho những cái xe du lịch qua đây có thể đậu và ngủ lại. Tức là chúng ta ngủ lại trên xe nhưng mà cái chỗ đấy là để cho mình có thể tắm rửa, giặt giũ, nấu ăn, sạc pin điện thoại. Và cái nơi đấy thì mình ngủ ở trong đấy rất là nhiều cái xe van và những cái xe khác người ta cũng đổ lại ngủ nên là rất là an toàn. Giá để ở lại một đêm cho một người là 20 đô, đợt đó Kim đi hai người là 40 đô cho hai người. Lúc mà mình check in ở trong cái office, người ta sẽ đưa cho mình một cái số và mình sẽ đi vào mình đậu xe ở đúng cái số đấy, người ta đánh sẵn cái số đấy ở cái vị trí đấy thì đậu xe ở đó. Ở trong nhà bếp thì không có cái nồi để nấu ăn mà có cái bếp để nấu. Có nhiều máy giặt để giặt đồ nhưng mà tốn đâu đó khoảng 4 đến 5 đô một lần giặt và hình như là thêm 5 đô để sấy nữa. Có nhà vệ sinh, có nhà tắm, có chỗ để cắm máy sấy tóc luôn. Khu vực bếp và nhà vệ sinh, nhà tắm thì rất là rộng, rất là thoải mái. Ở bên khu bếp thì ở bên ngoài còn có BBQ nữa. Rồi có chỗ để phơi đồ nữa. Mà cái khung cảnh ở cái chỗ đấy cũng rất là chill luôn. Cái đoạn mà cách Pancake tầm 20 cây đến qua Pancake tầm 20-30 cây á, là cái đoạn có một cái thảm thực vật rất là đặc trưng và rất là đẹp và kiểu... sẽ nói sao ta, rất là hoang sơ, cảm giác như kiểu đi về những cái thời rất là lâu về trước. Những cái thảm thực vật như thế này nhìn rất là thích mắt. Đi qua cái đoạn Pancake này một đoạn tầm mười mấy 20 cây nữa là nguyên cái dọc đấy mình thấy rất là nhiều những cái thảm thực vật nhìn y như kiểu trên phim về thế giới hoang dã, mà mấy cái phim tư liệu của VTV rồi á. Trời ơi, nhìn ảo lắm, không tin là mình đang đi giữa một cái đoạn đường như vậy luôn. Ở ngay cái khu vực này cũng có rất là nhiều cung trách dọc những cái sông rất là đẹp. Nên là nếu chúng ta ở đây tầm 1, 2 hay 3 ngày thì cũng rất là nhiều chỗ để đi, rất là được hòa mình vào thiên nhiên luôn. Và đây là đến Pancake rồi nè. Ngay cái chỗ này thì có cái quán cà phê có hình con chim cánh cụt. Rồi có chỗ bán quần áo mà cũng chẳng rẻ gì lắm. Có nhà vệ sinh, có bãi đậu xe. Rồi đi dọc cái đường này vào, nó sẽ có một cái lối bên tay trái nên là đi vào. Xong đó thì lát mình sẽ ra đi một vòng tròn là ra cái chỗ bên tay phải. Nhưng cái đoạn đường này đi trời ơi, thích lắm. Nếu mà có bạn bè rồi đi chung nữa hoặc là người yêu nữa, trời tuyệt vời. Mát mẻ vô cùng luôn. Bữa đấy Kim đi trời hơi xấu và có mưa lâm râm, nhưng mà nhìn cũng rất là thích. Nếu mà đi vào hôm trời nắng mà mây xanh, Kim nghĩ là nhìn xuống biển màu xanh thì cực kỳ đẹp luôn á. Bữa đấy Kim đi trời âm u quá nên nhìn nó cứ trắng phớ là thế này ấy. Nếu mà trời xanh thì Kim nghĩ rất là đẹp luôn.